Tôi tưởng địa bún chả 35.000 đồng ở Thanh Hóa là chát lắm rồi. Nay mới được trải nghiệm suất cơm sườn 120.000 đồng tại khu vui chơi Thiên Đường Bảo Sơn. Vào rồi không ra ngoài được nên biết đắt vẫn phải cố gọi một combo. Đây là những chia sẻ trong bài viết ghi xôn xao mạng xã hội về suất cơm có giá 120.000 đồng nhưng chỉ có một miếng sườn kèm cơm, nước canh và rau luộc. Theo người đăng tải, số cơm bán tại khu vui chơi Thiên Đường Bảo Sơn, địa chỉ trên đường Lê Trọng Tấn, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thuộc thành phố Hà Nội. Thưa quý vị, liên quan hình ảnh suất cơm 120.000 đồng mà chỉ có một miếng sườn kèm cơm, nước canh và rau luộc được cho là ở khu vui chơi thiên đường Bảo Sơn đang ghi xung xa mạng xã hội. Sáng 2 tháng 6 năm 2023, ông Nguyễn Trung Thuận là phó chủ tịch huyện Hoài Đức cho biết đã nắm được thông tin ghi xung xao dư luận. Theo ông Nguyễn Trung Thuận, địa phương này đã yêu cầu chính quyền sở tại phối hợp cùng các đơn vị liên quan đến khu vui chơi trong công viên thiên đường Bảo Sơn để xác minh, làm rõ vụ việc và sẽ thông tin lại với cơ quan báo chí. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền bài viết về số cơm có giá 120.000 đồng, nhưng chỉ có một miếng sườn kèm cơm, nước canh và rau luộc. Theo người đăng bài, gia đình chị đến vui chơi ở công viên Thiên đường Bảo Sơn vào ngày 28 tháng 5 năm 2023. Giá vé vào cửa áp dụng đối với gia đình người phụ nữ đăng bài là 390.000 đồng một người, trẻ em dưới 1,3 mét là 350.000 đồng một người, đồng thời không cho mang đồ ăn, uống vào khu vui chơi. Đáng chú ý khi gọi số cơm sườn có giá 120.000 đồng thì gia đình chị này thấy sốc vì chỉ có cơm trắng, rau luộc, một miếng sườn chua ngọt và nước canh. Sau khi được đăng tải, bài viết đã thu hút sự quan tâm lớn từ người dùng mạng xã hội cũng như bình luận trái chiều. Liên quan vụ việc này, phóng viên báo thanh niên đã gọi vào số điện thoại đường dây nóng của công viên Thiên Đường Bảo Sơn thì được nữ nhân viên trực đường dây cho biết đơn vị đã nắm bắt được thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về số cơm 120.000 đồng, nhưng chỉ có một miếng sườn. Nữ nhân viên cho biết đơn vị đang tổ chức họp, tìm hiểu tính xác thực, Đồng thời xem xét thời điểm khách hàng chụp ảnh suất cơm có phải ở tại thời điểm nhà hàng mang ra hay không. Khi có thông tin chính thức sẽ phát đi thông cáo. Những thông tin liên quan sẽ được báo Thanh niên liên tục cập nhật tại thanhnien.vn và kênh YouTube báo Thanh niên. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube báo Thanh niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất.